hé lộ bí kíp tân trang lại nội thất gỗ trong nhà để thần tài gõ cửa ghé thăm đây. Đây là sản phẩm đánh bóng và phục hồi đồ gỗ siêu đỉnh Biwax, đánh là sáng đón Tết An Khang. Là chiếc giáp chuyên dùng để phục hồi đồ gỗ bị bạc màu cũ kỹ lâu năm một cách nhanh chóng và gọn gàng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí nha. Hàng nhập khẩu chất lượng cao, sản xuất theo dây chuyền công nghệ nano Nhật Bản. Khô nhanh chóng, bề mặt bóng mượt và bền chắc như mới luôn mà không bị nhờn rít một chút xíu nào cả. Ngoài đánh bóng em nó còn phục hồi xóa mờ các vết xước nhẹ, làm sạch các vết bẩn, vết ẩm mốc của nội thất làm cho đồ gỗ sáng đẹp như mới. Thành phần sắc ong thiên nhiên an toàn không màu, không mùi, không độc hại, chống ẩm mốc mối mọt bạc màu, giúp cho đồ gỗ trong không gian gia đình như bàn ghế, tủ gỗ bền đẹp theo thời gian và năm tháng. Đặc biệt shop em hôm nay đang có ưu đãi giảm giá cực sốc cuối năm. Anh chị đặt hàng nhấn vào link bên dưới nhé.